nay sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng em nguyện quyết tâm học tập và làm theo lời Bác để góp phần xây dựng non sông Việt Nam trở nên giàu đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ Hằng mong đợi. Thiếu nhi Phường Tân Quy xin gửi đến hội thi chương trình văn nghệ với chủ đề Thiếu nhi Tân Quy học tập và làm theo lời Bác. Chương trình gồm các tiết mục. Tiết mục thứ nhất, top ca chọn niềm kính yêu, sáng tác nhạc sĩ Lê Vĩnh Phúc. Tiết mục thứ hai, song ca Em là hoa hồng nhỏ, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, biểu diễn là bé Khánh Huyền và Bảo Ngọc. Tiết mục thứ ba là tam ca Làm theo lời Bác, măng non sẵn sàng, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, biểu diễn Kim Điệp, Thanh Uyên và Thủy Đan. Tiết mục thứ tư, múa Bác sống đời đời, sáng tác Phong Nhã, biên tạo múa Bảo Anh. Tiết mục thứ năm, tứ ca múa Tự hào thành phố, Tự hào thiếu nhi thành phố anh hùng, sáng tác Trương Quang Lục, biên đạo múa Bảo Anh, biểu diễn Kim Điệp, Thanh Uyên, Mỹ Tâm và Thủy Đan. Và sau đây chương trình của chúng em xin được phép bắt đầu.